Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Ali Machina. Theo thời gian trôi qua, nhoáng cái thu đi đông lại về. Và Đường Tam với sức mạnh lấn áp mọi đối thủ đến từ nhân vật chính, hắn ít sợ bố con thằng nào. Thằng nào thích cản thì liệu hồn lên bàn thờ mà ở. Vậy sức mạnh của Đường Tam đến từ những yếu tố như thế nào mà anh ấy lại hổ báo như thế? Theo một số bạn từng bình luận trước đó, ở video này mình sẽ trả bài không biết được bao nhiêu phút cho anh em với tựa đề Tất tần tật về ám khí của Đường Tam phần 1. Lưu ý, vì Ali Machina bình luận về ám khí nên sẽ ít từ ngữ xàm xí nhảm nhí. Mở hàng cho combo vô thanh tụ tiễn. Đây cũng là ám khí đầu tiên dễ chế tạo nhất của đồng môn. Ở thế giới trái đất, người được gọi là đại sư giỏi nhất đồng môn khi chế tạo vô thanh tụ tiễn ít nhất cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức. Riêng việc loại bỏ tạp chất trong kim loại đã là một vấn đề khó giải quyết. Đương nhiên đối với thanh niên trộm cắp Đường Tam thì ở thế giới đại lục việc loại bỏ tạp chất là quá là điều bình thường luôn. Hắn được Đường Hạo sớm dạy cách quay tay dùng búa đập lò rèn từ bé nên dễ dàng chế tạo những bộ phận cần thiết của vô thanh tụ tiễn. Cấu tạo của vô thanh tụ tiễn gồm thân tụ tiễn và ba cây tụ tiễn. Trong đó quá trình hoàn thành tác phẩm đầu tiên của mình, Đường Tam là người rất tỉ mỉ với từng bộ phận nhỏ của vô thanh tụ tiễn. Đặc biệt hắn quan tâm nhất khi chế tạo những cây tụ tiễn. Mỗi cây tụ tiễn đều có 3 rãnh nhỏ và phần đuôi có thêm 4 cái canh bé xíu, làm cho khả năng bay xa đạt tới vận tốc Mach. Bình thường vô thanh tụ tiễn của đồng môn chỉ có thể ám sát đối thủ ở khoảng cách 15m. Thế nhưng vô thanh tụ tiễn của Đường Tam có thể phóng tới 30m. Đường Tam năm 6 tuổi từng dùng món quà ám khí vô thanh tụ tiễn này để ra mắt em thỏ Tiểu Vũ. Khi hắn dụ dỗ thành công Tiểu Vũ làm em nuôi, nuôi lớn để bị nhốn, Đường Tam cũng giới thiệu sơ qua chức năng hoạt động của vô thanh tụ tiễn cho Tiểu Vũ. Khi sử dụng, cô có thể khống chế một trong ba cây tụ tiễn bên trong khi chốt mở và có thể phóng ra một hoặc ba cây tụ tiễn cùng một lúc. Lực sát thương gây ra có thể đánh bại mấy tên yếu kém mà thôi. Ở vị trí thứ hai, Phi Thiên Thần Chảo. Đường Tam chế tạo Phi Thiên Thần Chảo mất 49 ngày tại phòng rèn của Sử Lai Khắc. Quá trình hoàn thành Phi Thiên Thần Chảo phải dùng vài kim loại khác nhau để dung hợp một chỗ và trải qua nhiều lần luyện hóa bằng thủ công tay mới có thể chế tạo ra. Trên thân Phi Thiên Thần Chảo cực kỳ chắc chắn. Khi kích hoạt, nó bắn ra kim trúc chảo vào đối thủ và tạo ra một bộ móng vuốt. Lực sát thương có thể xuyên qua đá, thậm chí còn có thể làm thủng cả thép. Công dụng của Phi Thiên Thần Chảo còn có thêm khả năng hỗ trợ đu bám, leo trèo qua các địa hình. Khi bắn ra, kim trúc chảo sẽ có dây dài 30m. Nó có thể mang vật nặng lên tới 300kg. Với người dưới 300kg thì Phi Thiên Thần Chảo có thể đưa người đó lên một độ cao nhất định. Để sử dụng Phi Thiên Thần Chảo một cách an toàn, mọi người cần phải đọc hướng dẫn của nhà sản xuất được in trên mồm của Đường Tam, gồm có 5 thao tác. Thao tác thứ nhất, ngón tay trỏ. Khi ngón tay trỏ duỗi ra thì kim trúc chảo sẽ bắn ra rồi thu vào. Thao tác thứ hai, ngón tay giữa. Khi sử dụng ngón tay giữa, yêu cầu con trai hay con gái đều phải cắt móng tay, mà không cắt cũng được. Khi duỗi thẳng ngón tay giữa, kim trúc chảo sẽ bắn ra lực công kích mạnh nhất của Phi Thiên Thần Chảo. Còn về các thao tác còn lại lần lượt theo 3 ngón tay còn lại thì không được Đường Tam nói rõ ràng cho lắm. Ở vị trí thứ 3, Long Thu Trâm. Đường Tam và Tiểu Vũ mới sổng chuồng tại Học viện Đăng Ninh. Hai người tình cờ gặp Phất An Đức ở tiệm đồ cổ. Đường Tam đã mua được cục đá khối bản tinh với giá khá chát và cộng thêm thái độ không chấp nhận được của tên cận lòi mắt Phất Lan Đức. Dù vậy, khối bản tinh này lại mang cho Đường Tam nhiều điều không tưởng. Hắn cùng Tiểu Vũ cầm tay nhau đi vào nhà nghỉ thì ở đây Đường Tam đã phát hiện ra phát kim bên trong khối bản tinh. Sau một hồi hiệp cùng em Tiểu Thỏ, Đường Tam đã chế tạo thành công Long Thu Trâm. Trong chiến đấu muốn sử dụng Long Thu Trâm thì yêu cầu người sử dụng phải rót hồn lực để phát kim từ trạng thái mềm co lại trở thành phát kim cương lên duỗi thẳng. Khi phát kim đâm vào thịt đối thủ thì nó sẽ từ trạng thái duỗi thẳng lại co lại và làm cho đối thủ phải rên lên trong a á. Tác dụng cuối cùng của Long Thu Trâm là chuyên phá nội gia cương khí. Ở vị trí thứ tư, Khẩn Bối Hoa Trương Đỗ. Đây là ám khí được thiết kế chỉ bắn một lần duy nhất. Khẩn Bối Hoa Trương Đỗ được người sử dụng gắn đằng sau lưng. Đường Tam khi chế tạo thường bôi các loại gen độc dược vào mũi tên, làm cho ám khí Khẩn Bối Hoa Trương Đỗ đã nguy hiểm lại nguy hiểm nhân đôi. Đường Tam từng tặng cho Chữ Vinh Vinh một cái Khẩn Bối Hoa Trương Đỗ.
Chữ vinh vinh dùng ám khí này dựa vào tốc độ phát ra của khẩn bối hoa trường nỗ mà thành công hạ độc kiếm đấu la. Thương hiệu của khẩn bối hoa trường nỗ đã nói lên tất cả. Nó dựa vào lực nhún của lò xo mà phát ra lực công kích cực mạnh. Lực nhún càng khỏe thì tốc độ của mũi tên dài tới 7cm của đường tam chế tạo bắn ra càng nhanh. Theo như tác giả đánh giá, mũi tên của khẩn bối hoa trường nỗ không phải là thứ tụ tiễn có thể sánh vai được. Ở vị trí thứ 5, hàm sa xạ ảnh. Hàm sa xạ ảnh khi đường tam chế tạo và cho ra lò lần đầu thành công. Ám khí này có kết cấu là đồ xuyên giáp, phá phòng ngự hộ thân cương khí của đối phương và có thể một lần phóng ra 64 chiếc kim châm có độc cùng một lúc. Dĩ nhiên đường tam cảm thấy hàm sa xạ ảnh chưa được cân bằng meta cho lắm. Hắn đã cải tiến hàm sa xạ ảnh đến mức hoàn hảo nhất. Hàm sa xạ ảnh lúc này đã có đột phá mới, có thể phóng ra 3 lần, mà mỗi lần phóng ra 36 kim châm đều có độc. Thử hỏi dính một cây xem, có ngỏm của tỏi không mi lị. Mình từng nghe lén được lời của đường tam, cho lần mình xem qua màn ảnh nhỏ trên chiếc điện thoại, sơ má phò nè. Hàm sa xạ ảnh có lực công kích, lập tức giết chết hồn sư dưới level 30. Còn đối với những tên ngoài 30 cấp, nếu không có khả năng kháng độc, thì vẫn dễ dàng bị phong trúng và oang oẳng như thường. Vị trí thứ 6, chư cát thân nổ. Đây là ám khí có lực sát thương khá mạnh, phạm vi tấn công đa mục tiêu. Cấu tạo chính của chư cát thân nỏ gồm có thân và mũi tên. Trong đó thân thì AD chưa đọc qua sơ đồ nên cũng không viết ra được. Còn mũi tên thì AD nắm gọn trong lòng bàn tay. Thân mũi tên dài khoảng 8 tấc và không có lông ở đuôi. Thân mũi tên tiếp tục lại chia đôi, 4 tấc phía sau hình trụ tròn, 4 tấc phía trước được mài nhọn. Trong đó 3 tấc sau có 12 rãnh máu. Với cách chế tạo rất tỉ mỉ của đường tam về chư cát thân nỏ, mình nói thì mệt vãi trưởng, hắn thì hướng dẫn cách sử dụng cho mọi người dễ thật sự, ai cũng có thể sử dụng, không phân biệt giới tính mái hay trống, thậm chí BD cũng dùng được. Mọi người có thể bóp co chư cát thân nổ được 3 lần, mỗi lần bắn ra 16 mũi tên. Mỗi mũi tên có lực công kích là đồ xuyên giáp cai đối với hồn sư 40 cấp trở xuống, đều phải nằm gục xuống lỗ. Đặc biệt chư cát thân nổ khi được đường tam nâng cấp vài lần, nó bắt đầu có khả năng đả thương cả hồn sư cấp 50 và 60. Mỗi lần chư cát thân nỏ lên dây thì bắt buộc phải phóng ra. Nếu không phóng ra thì để lâu sẽ gây tổn hại đối với thân nỏ. Vì vậy đây cũng là điểm yếu duy nhất của chư cát thân nỏ. Vị trí thứ 7, từ mẫu truy hồn đạt mạnh. Đây là ám khí có cấu tạo là hai hòn bi của đường tam. Nó được tính là ám khí gây sát thương diện rộng hay là đơn mục tiêu đều được hết. Anh thanh niên đa cấp đường tam từng tặng cho độc cô bác vài khối để chơi thử. Suýt thì anh độc già bị nổ banh xác vì cái tội chưa nghe hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Và không để chờ đợi lâu nữa, Alimechina sẽ nói cách sử dụng thay cho đường sắt 3. Anh em dùng tay ấn chặt hoặc ném vỡ hai hòn bi của tử mẫu truy hồn đạt mệnh thì uy lực của nó sẽ hiện sờ sờ ngay trước mặt. Đó chính là mê hồn độc do đường tam trong thời gian chữa bệnh cho độc cô bác mà thêm vào được. Và hơn thế nữa, tử mẫu truy hồn đạt mệnh còn phóng ra vài trăm miếng hoa cốt thần châm, mà loại châm này cũng là loại chuyên phá các loại giáp phòng ngự, nên nó được xếp ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng ám khí của đồng môn. Mặc dù sức mạnh không thể uy hiếp tính mạng đối với cấp bậc đỉnh phong phong hào đấu la, nhưng nó lại gây tính bất ngờ cho đối phương. Điểm đặc biệt khiến nó xếp ở vị trí cao trên bảng xếp hạng như thế là vì tử mẫu truy hồn đạt mạnh còn dựa vào hồn lực của hồn sư. Hồn lực càng cao thì hiệu quả uy lực khi sử dụng phát ra của tử mẫu truy hồn đạt mạnh càng điên cuồng. Lưu ý cuối cùng, các ám khí còn lại như khổng tước linh, bạo vũ hoa lê trầm, phật nộ đường liên, bồ đề huyết và quan âm hiếu lệ, mình sẽ nói ở video phần 2 tiếp theo. Vừa rồi Alimechina vừa làm xong tất tần tật về đường tam ám khí phần 1. Nếu anh em thấy video này hay cho mình xin một đăng ký nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Bye bye, hẹn mọi người ở những video mới nhất.